lẹ đi em. Dạ. Dạ. Ông Giang đau bụng quá anh ơi. Sao vậy? Sao vậy? Anh Giang biết sao thì đau bụng quá dạ. Đau bụng hả? Dạ 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 dạ. Kẻ đi sắp tới nhà, qua vòng tiếng này là tới nhà. Thôi tại vì em muốn mất đi cầu liền mà giờ về tới nhà chứ. Sao anh chịu nổi? Thì gán đi, đi xíu xíu là tới rồi. Ôi đau bụng quá chứ đau bụng rồi. Giờ sao vô kia cho lẹ đi em. Vô lẹ đâu? Đó 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 đó. Khách sạn hả? Ừ. Thôi mà thôi vô khách sạn là gì ngại lắm. Nhưng mà em đau bụng. Thì đau bụng gán xíu đi là tới nhà. Thôi bây giờ anh sao không thương em hả? Thôi mà. Thôi vô lại đi. Dạ chào chị. Thôi chào em. Thôi em tới phòng hả em? Dạ. Nó đang muốn phòng, nó vô đây còn nghĩ nhìn nhau chị. Trời ơi, anh biết đâu đang đến thăm bạn sao? Nó đau bụng rồi. Ai đau bụng rồi? Dạ. Đi đau bụng hả? Dạ, đi đau bụng rồi, mất thôi, mất đi cầu quá chị. Em thêm mấy phòng? Thêm một phòng, một phòng hả? Dương đôi, dương đơn em. Ai dương chị? Ai dương đơn chị? Anh lấy dương đơn, lấy dương đôi, chứ đứng tiền anh dương đơn. Có làm mẹ gì đâu. Chung đơn mà đi lên đi toilet à, chứ không có làm gì chứ, đi lên toilet rồi ra à. Không, bây giờ tính do toilet cũng vậy, cũng tính theo giờ à, em ơi. Dạ. Để làm giờ 80 ngàn, 2 giờ. Em đẩy đi chứ em. Rồi, em đẩy đi, đưa chị gói đẩy đi. Rồi, em phòng đi, phòng 102 nha em. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Lý tờ nha chị. Em lên xíu em xuống cũng được, sao đâu. Không cần đâu, lên đi em. Xíu lên chị lấy cho chị giấy tờ sao nha. Bài đặt đau bụng luôn. Con nào vô đây cũng nói đau bụng đau bụng. Cỡ tụi cưng chị đẻ sinh đau gì. Vô lại đây. Bật đèn sao em? Ôi anh nè, cái này là anh ghim những cái lỗ này nè, nó mới bắt được cái cây này nè. Đó. Xem gạnh vậy? Em đi hoài mà không biết. Không có. Ý là em thấy em coi trên phim nó có nghi trang vậy đó. Ủa em vô đây làm gì hoài? Có đâu có lại đi đâu, đâu hoài. Trời ơi, lần đầu tiên đi vô đây. Ôi. Ủa ghim nó vô nó có điện hả? Dạ. Lần đầu tiên vô đây ngộ quá. Ồ. Em nói đau bụng rồi, đi toilet đi. Hết đau bụng rồi. Hết đau bụng hả? Dạ. Thì trả phòng cái gì? Như không thì vô đây muốn phòng cái đáy thì trả phòng trời. Sao mà ăn thờ như vậy? Nên đi toilet thì vô đi toilet thôi. Giờ ta bụng đi về cho đỡ ở đây làm gì? Ở đây xíu hai đứa mướn phòng khách sạn xong rồi hai đứa dòm nhau nha. Rồi xong hai đứa cười xong đi về nha. Ngồi ra muốn nhà nghỉ hai đứa xem phim xong đi về. Trời ơi sao mà ăn thờ như đàn ông mà nghe với là ông phải đàn ông không cái thiệt luôn. Đi toilet thì đi về nhà giờ hết đau thì lát về nhà đau bụng đi toilet nhà đã tốn tiền không? Thì mướn đây tiếng 80 ngàn. Quá trời quá đắt thì chứ sao gì vậy vậy? Mệt quá trời mệt rồi. Đây. Mắc cá hứng thiệt. Mà thôi đợi vô vô đây vậy. Về. Ừ. Dạ rồi. Tắm đi. Tắm thôi một ghê không? Cái ghê muốn chết. Dạ xin lỗi cô tư. Xong chưa anh ơi? Đã xíu anh yêu ơi, tới rồi. Dạ. Tới đây baby, come on. Tới rồi baby, come on rồi đi. Cái gì vậy? Ủa ai vậy anh? Ai vậy? Cái mặt cái gì vậy chị? Ủa hết rồi trời ơi, em ơi. Sao sao em chị đi. Bây giờ mấy à? Em đi qua khách sạn nói chuyện được không? Sao nữa? Có gì vậy chị? Bị gì ở trên phường ta xuống rồi kiểm tra đột xuất. Kiểm tra gì chứ không em hướng đàng hoàng của em có làm gì đâu mà tội phạm gì đâu mà bị kiểm tra. Phạm là tại vì chị chưa có giấy phép kinh doanh á. Chứ chứ em có bệnh gì án nè em xíu được không? Hai đứa gần xong rồi. Nói nhà ấy có nghĩa là 10 phút thôi, 10 phút thôi. Đưa chị lên cho không sao mà đưa. Tôi gán cho em thêm 10 phút rồi được không? 10 phút nữa là đưa tụi em lên trận nồi luôn á. Trời ơi, bây giờ mà đưa tụi em lên trận nồi thì cũng kỳ lắm á thiệt. Trời ơi. Nhiều khách hàng. Lấy cái thằng thì đụng ngô đi chứ em có ngày hay sao thiệt luôn á. Làm ăn giờ chết em mướn phòng này em trả tiền chỉ đàng hoàng mà. Vậy thôi chị miễn phí cho em nãy giờ đó, nãy giờ thua anh đi luôn hả? Làm gì vậy? Sao mới vô chưa thì làm gì? Ủa gì mà lâu lắc không đơn? Chưa vậy chứ bà lên bà gõ cửa. Ủa nó đưa tính lên tới cửa rồi kìa. Trời ơi nó hốt nguyên bậy lên là gọi luôn. Bây giờ chị cũng trốn đi luôn nè. Dọn dội. Ôi trời em coi ngày hay sao thiệt luôn á. Múc tụi nãy né khách sạn rồi tôi sợ quá chị cũng sợ rồi. Đi em ơi, đi. Không, bây giờ đi cửa sau nha. Mới còn chính ông đây đi cửa sau. Ở dưới mà đi sâu đi xuống đi gặp nó được. Lẹ 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 lẹ.
Đường nào. Thì mai mốt nằm nét cái chỗ này ra cho tôi nha. Đi chơi cũng không có ngày.